Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Vẫn là cái vấn đề liên kết ví vào cái app Satoshi Plus để chúng tôi rút đồng co. Thì anh chị nào mà đi liên kết rồi á thì thôi không cần, chúng ta chỉ cần nhận hàng tháng thôi. Còn em nhắc lại nha anh chị nào mà đã tham gia cái dự án này cùng với em đó, dù chúng ta có ít hay nhiều co, anh chị vẫn liên kết ví đó cho em đi anh chị nghe. Tại vì còn duy nhất ngày hôm nay nữa là cái ngày cuối cùng để họ trả 25% AirDrop đó, mà chúng ta liên kết cái lần này thì sau này chúng ta mới nhận được 75% còn lại. Nếu mà anh chị không liên kết là chúng ta sẽ chấp nhận từ bỏ công sức của mình nha. Em nói rồi, dù ít hay nhiều đó cũng là công sức của anh chị trong thời gian qua cũng tham gia vào dự án, nên là em chia sẻ nha, chứ không phải là em nhắc hoài đâu đó. Tại vì anh chị có khi video người ta ngày hôm qua em làm người ta xem, có người không xem thì hôm nay có khi người đó người ta không thấy, người ta xem thì người ta mới nhớ để người ta làm. Rồi bây giờ chúng ta vào cái app Satoshi Plus giúp em nha. Ở đây nè, anh chị nhấp vào cái biểu tượng là max 20 co nào, vip round nè, ở đây nè, chúng ta nhấp vào đây. Thì anh chị nhấp vào đây chúng ta sẽ thấy cái thông tin nha. Rồi em sẽ nhắc nguyên văn nè. Thì đầu tiên cái chương trình Aerob là sàn giao dịch phi tập trung mang tính cách mạng OpenAX sẽ ra mắt trên Satoshi app. Này lát em sẽ nói thêm ha. Còn cái việc rút nè. Thì giai đoạn thứ hai của quá trình ràng buộc địa chỉ kết thúc vào lúc 8:20 UTC ngày 20 tháng 3, tức là cái này ai đã liên kết rồi thì thôi ha. Còn cái lần cuối nè. Chúng tôi muốn nhắc những người dùng chưa ràng buộc địa chỉ của mình hoàn tất quá trình ràng buộc trước thời điểm xử lý cuối cùng vào lúc 8 giờ UTC ngày 15 tháng 5, tức là ngày mai nha, 2023. Nếu không làm vậy, bạn sẽ không thể yêu cầu vĩnh viễn và co trong tài khoản của bạn sẽ tự động bị xóa. Đó là cái thông tin mà em muốn chia sẻ nha. Rồi về cái vấn đề mà cái video mà liên kết cái địa chỉ ví MetaMask vào đây để chúng ta rút á, thì em để dưới phần mô tả, nó sẽ gồm những video sau. Một là cái video hướng dẫn anh chị cái cách chúng ta tạo cái ví MetaMask, lưu cái cụm từ khóa cũng như tạo mật khẩu. Nếu như những ai chưa có ví MetaMask thì xem video đó trước. Cái thứ hai nữa, những ai mà đã có ví MetaMask rồi mà chưa thêm cái mạng Comenet vào thì sẽ có một cái video là hướng dẫn thêm cái mạng Comenet vào trong cái ví MetaMask. Và cái video thứ ba là cái video hướng dẫn liên kết cái ví MetaMask, cụ thể là liên kết cái mạng Co vào cái app Satoshi Plus này, cũng sẽ nằm dưới phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghim. Xem cái đó làm giúp em nha, còn cái này là chỉ cập nhật cho chúng ta nắm thôi nha anh chị nha. Đừng có từ bỏ công sức của mình anh chị. Anh chị khi liên kết vào đó, ví dụ anh chị có 0,5 co đây, em nói ví dụ nha. Mình liên kết mình để đó. Rồi 1 đến 2 năm nữa mình không rút, nó cũng vẫn còn nằm trên cái đó, thì sau này chúng ta chỉ cần vào đó chúng ta làm là chúng ta sẽ được. Và biết đâu sau này mình không có biết trước được cái thị trường crypto này nó như thế nào đâu anh chị. Nếu mà biết thì ai cũng giàu à, không ai nghèo đâu. Nên á là biết đâu vài năm nữa nó giá cao. Thì em nói 0,5 co của anh chị nó vẫn là tiền ha. 1, 2 co nó vẫn là tiền đó của anh chị. Còn bây giờ anh chị không liên kết thì chúng ta sẽ bị đốt cái co đó. Và sau này chúng ta sẽ không được nhận gì hết. Mà nếu như nó có giá cao thì sao anh chị? Đó, em chỉ nói như vậy thôi ha. Còn muốn làm hay không thì cũng mọi người. Em chia sẻ kèo này nên em sẽ làm em nhắc như thế. Rồi nói chung là anh chị xem cái video hướng dẫn cái liên kết ví vào trong cái app Satoshi Plus dùm em ha, ở dưới phần mô tả. Rồi bây giờ nè, đó là cái thông tin. Ngày mai là hết hạn rồi, hôm nay 14 rồi, tranh thủ dùm em. Cái thứ hai nữa là những anh chị nào mà chúng ta đã liên kết cái ví vào trong cái app rồi, chúng ta đã rút co rồi, thì cứ hàng tháng vào đúng cái ngày giờ đó chúng ta vào chúng ta làm anh chị nha. Thì anh chị phải làm. Tại sao anh chị không làm á, thì chúng ta kéo dài thời gian ra là chúng ta chịu thiệt thôi. Ví dụ nè, em vào cái menu phía trên bên phải, em vào cái Aerob, ví dụ đây, ở đây là em sẽ được nhận hàng tháng vào lúc 17:38 ngày 10 tháng 6. Nếu như tới ngày 10 tháng 6 em không rút, em cứ để ngày 10 tháng em cứ để 12, 13, 14, 15, 16, thì tức là cái thời gian được nhận call của em nó chậm hơn người ta, thì chúng ta chịu thiệt thôi. Nên là chúng ta cứ nhận. Còn những anh chị nào mà ít co quá chúng ta không nhận, thì chúng ta để vài tháng chúng ta nhận cũng được, không sao nha.
anh chị ít quá anh chị nhận về anh chị lỗ ra cũng vậy à. Đó. Cái thứ hai em nhắc luôn cái phần gửi nốt. Anh chị cứ rảnh rảnh vào kiểm tra cái nốt của mình, nhưng nếu mà cái phần lãi của chúng ta nó thấp quá đó thì chúng ta để 50 ngày hay là chúng ta cứ để 1 tháng vậy đó, chúng ta làm vẫn được nha anh chị. Nha, để cho chúng ta đỡ tốn ga. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà cái nốt của chúng ta gửi mà nó màu vàng đó, nó đang báo trì thì chúng ta làm thế nào thì làm, chúng ta cũng phải chuyển sang cái nốt xanh cho em. Tại vì cái nốt báo trì đó là chúng ta sẽ không nhận được lãi anh chị nha. Chúng ta cũng chịu thiệt thôi. Rồi, đó là thông tin về cái vấn đề mà liên kết quý cuối cùng ngày hôm nay. Qua ngày mai là không còn cơ hội. Cái thứ hai nữa, cái chương trình Erop thì ở đây chúng ta sẽ nhận nó. Hiện tại cái chương trình Erop này nó có một cái đồng, đó là cái đồng OEX. Đây là cái đồng chính của cái sàn là Open EX, cái sàn phi tập trung em mới nói hồi nãy đó. Sàn giao dịch phi tập trung mang tính cách mạng Open EX sẽ ra mắt trên app Satoshi Plus. Giao thức giao dịch của Open EX cho phép truy cập liền mạch dễ dàng nhưng an toàn vào các dịch vụ và dữ liệu hoàn toàn minh bạch, có thể kiểm chứng. Hãy sẵn sàng tham gia và chứng kiến sự phát triển của sàn giao dịch thế hệ tiếp theo vào ngày 13 tháng 4. Thì hiện tại chúng ta đang tham gia cái chương trình Erop này. Khi mà chúng ta làm ở đây nè, mỗi ngày chúng ta sẽ có khoảng 25 khối đó. À, em nói nhầm, khoảng đâu 100 mấy chục khối thì phải á chị ha. Thì cứ 10 phút chúng ta vào chúng ta làm. Chúng ta rảnh rảnh chúng ta vào chúng ta làm anh chị ha. Nhấp vào nhận nè. Thì cái đồng Open EX của chúng ta nó sẽ nằm bên cái mục của tôi phía dưới bên phải nè ha. Anh chị vào cái mục của tôi phía dưới bên phải, sau đó chúng ta vào cái mũi tên bên phải cái chữ Ethereum nè. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái đồng Open EX chúng ta nhận được bao nhiêu là nó nằm đây nè. Ngoài ra chúng ta còn có ba cái đồng đang thử nghiệm nữa, TCA, TCB và TCC. Theo em nha, ba cái đồng này nè, sau này có khi là họ sẽ cho mình đến mà chính thức là có thể là họ cho chúng ta nhận luôn. Tức là cái đồng này nó vẫn là một cái đồng Erop thật, nhưng mà nó đang ẩn cái tên đó chị. Ví dụ nó chưa có lộ cái tên dự án ra kiểu như vậy. Thì nếu mà ai tin tưởng mà ai làm bây giờ thì đến khi có tới mà nó mình tới tháng 10 này nè, xong rồi nó ra chính thức có thể là họ sẽ cho chúng ta được nhận luôn đấy. Đó là theo cái quan điểm của em ha, có đúng có sai. Nhưng mà cái đồng Open EX á, OEX á, là chúng ta nên tham gia. Nó là cái dự án này nè anh chị. Giao thức Open EX Co, màu giao thức để xây dựng thế hệ trao đổi Web 3. Đây là cái sàn mới ha, nó lai giữa cái sàn phi tập trung và cái sàn tập trung. Mà em thấy cái tính năng nó hay lắm. Đây anh chị ha. Đó, đây. Cùng nhau chúng ta đang xác định lại một danh mục trao đổi mới OEX, một giải pháp thay thế mới cho SET và DEX tham gia với chúng tôi trong việc định hình tương lai của giao dịch. Đó là cái về cái sàn này, anh chị có thể tìm hiểu thêm ha. Rồi còn cái tiếp theo nữa thì em xin phép cập nhật về cái giá co một chút. Thì hiện tại giá co nó còn khoảng hơn 0.8 thôi. Đây nè anh chị, 0.88 3358. Đây. Rồi thì sau cái ngày 15, tức là sau ngày mai, thì cái số lượng người người ta rút liên kết co để người ta rút á, 25% Erop á, thì em nghĩ co này nó sẽ còn xuống nữa nha. Co này nó sẽ còn xuống nữa. Thì nếu mà anh chị nào chúng ta có vốn á, thì chúng ta cũng vào sổ số. Em nói như vậy thôi, em không dám kêu chúng ta mua nhiều đâu. Tùy theo chúng ta có niềm tin với nó hay không. Đó. Nó sẽ còn giảm anh chị, nó cũng có thể là giảm sâu một lần nữa. Và nó sẽ giảm lần này thì em nghĩ cái nó sẽ phục hồi lại nha. Tại vì sau cái lần này á, là từ họ chỉ trả về hàng tháng cho chúng ta 75% còn lại trong vòng 2 năm. Nên cái số lượng mà được mở co này nó sẽ ít. Ít hơn. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt, hôm kia nó sẽ ra nhiều. Tại vì là tới 25% lần. Đó anh chị ha. Nên là chúng ta tranh thủ. Rồi để em vào cái của cái co một cái. Cái tờ này nó có những cái chủ đề mình không có ấy mà nó cứ tình dục, châm dục không anh chị. Rất là khó chịu.
Rồi bây giờ chúng ta gõ cái chữ L co ha. Thì ở đây anh chị sẽ thấy này. 30 triệu giao dịch ha, có 4 triệu thì chị ví đang nắm giữ co. Victor thì hơn 1 triệu 8 rồi. Discord là 245.000. Đó. Tiếp theo để em coi cái này. Đây. Thì cái giá của nó hiện tại là 0,88 đô la đúng không ạ? Rồi. Cái vốn hóa thị trường của nó là hiện tại là 103.980.622. Cái cung cấp tuần hoàn, tức là hiện tại á, co lưu thông tuần hoàn á, là 117.526.291. Cái 4 số phía sau là cái số là số lẻ, anh chị không có tính nha. Đó. Thì chúng ta thấy, nhưng mà anh chị biết sao không? Nó đang gửi staking á, là nó tới 70 mấy triệu rồi. Gửi skin là 76.355.114 co. 21 node đang hoạt động trên tổng số là 28 node. Anh chị ha. Rồi đó là cái thông tin tổng quan thôi. Thì cung cấp cho anh chị như vậy. Thời gian tới thì nếu mà có dự án nào airdrop trên app Satoshi Blood nữa thì em sẽ cập nhật tiếp nha. Cũng như là những vấn đề liên quan. Rồi tất cả những cái gì đó anh chị muốn tìm hiểu thì có thể xem các video liên quan dưới phần mô tả hoặc trong cái phần tin nhắn đã ghim nha. Xem giúp em nha anh chị.